Dạ con xuống nước rồi ạ. Dạ. Rồi bây giờ con xin vợ nha. Honey, funny. Cô bác anh chị, khi ra dòng sông này không có gì phải lo lắng. Nếu chúng ta giữ một cái tâm chánh niệm, nỗi sợ hãi sẽ tan biến mất. Dạ, cái gì nặng nặng trên lưng con ạ? Dạ. Cái này hả? Gần đây á, có một số nhà máy á, người ta thải chất độc axit ra khiến cho nước nó bị hủy hoại, thì một số loài tôm cá nó chết nên bị thối, nhưng mà người ta thải lén. Thì hy vọng á, những ai đang làm như vậy với dòng sông á, thì hãy dừng lại, đừng tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên động vật. Vì cái đồng lời mình kiếm được không có bao nhiêu, nhưng mà cái quả báo nó rất là lớn. Đó. Thấy nhẹ nhàng không? Ok không? Dạ, ok. Cái gì vậy? Đang thủ thú hả?